Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Just Sofa của mình. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của event, the event double event chip và game box. Cái điều đặc biệt là chúng ta không có shelter ở đây, thì hôm nay chỉ có hai event này thôi. Cái event chip này mình khuyên các bạn hãy skip đi. Ai server mới cần tài nguyên thì ăn, còn không các bạn thấy tích, bởi vì chip bây giờ các bạn có thể có một cái event đặc biệt được, vì sau những gì đã trải qua, sau những cái event mà DH đã lừa chúng ta, thì mình chắc chắn với các bạn luôn là nếu như cái event chip này không có gì đặc biệt đi kèm ấy, thì mình khuyên các bạn hãy skip. Các bạn event server mới ấy, mới mới một chút cũng nên skip, nên vậy mới mới ở đây là mình là ý mình là 2 3 tháng cũng nên skip rồi, hãy skip đi, tích cái lượng chip của mình tận 4 vòng chẳng hạn. Thì mình nghĩ các bạn đừng nên xả chip cái event này. Đây là cái nick của mình đang kẹt siêu len 20 vì mình không có Aquario. Mình hy vọng là sau khi mình mà ăn cái này này artifact này, mình sẽ được một cái art nào sát thương lên chiến binh và mình sẽ leo siêu len 20 luôn. Hy vọng. Ở đây thì chúng ta có rất nhiều artifact mà tỷ lệ rất là thấp sát thương lên chiến binh nha mọi người nha. Ôi, lại ngậm ngùi rồi. Mình chỉ thiếu cái ba cái artifact này thôi. Artifact là cái Nail of Destiny này này. Mình chỉ thiếu ba cái nữa thôi. Để mình check xem cái Broken Space này. Ok, có thể mình sẽ làm nhanh đi, để mình có cơ hội để mà kiếm được cái gì đấy. Có artifact cam chưa? Ok, làm nhanh. Mình kiếm cái artifact cam khó chưa ta, thiếu ba cái nữa thôi. Đây là đeo đồ cho Groot đi. Groot hãy mặc đồ vào cái nào đó có khiêng đi. Hurt Watcher của mình thì sao? Em không có đồ mặc đúng không? Thôi cứ cho nó trâu trâu hơn một chút là được, cũng không khác biệt nhiều đâu các bạn ạ. Ok. Mình chỉ sơ qua đấy thôi, mình không quan trọng, nó chỉ lệch một hai vé thôi mà. Ok, có vẻ như này là ổn đấy. Ok, mình sẽ mở. Thật ra ác phụ mình không chỉn chu lắm đâu các bạn. Artifact cam vẫn chưa có ải nào có artifact cam, mình nghĩ là ải này ăn đi. Hãy cùng cầu nguyện Nail of Destiny. Ôi không, lại assassin, mình lại kẹt tiếp rồi, không thể qua được, quá là buồn. Hay có event này là khi chúng ta đã update cái fusion thì mình sẽ làm mẫu cho bạn nha. Đây, chúng ta chỉ cần hai con giống nhau và 6 con khác nhau cũng được. Ở bên này thì 4 sao, 3 sao cũng không quan trọng. Ok, mình cứ ăn như này đi. Bây giờ thì cái việc làm fusion ấy nó rất là đơn giản. Mình sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu là phút 3 sao. Các bạn chú ý là cái event som chúng ta mà không ra 3 sao cùng nhau hay là 4 sao cùng nhau ấy, thì ngày trước cái event som chúng ta phải xả rất là nhiều trong Anta. Thì mình nghĩ cái update này, cái update rất là tiết kiệm, thì chúng ta không Anta bớt đi quá nhiều trong cái event đấy. Một cái update rất tuyệt vời. Và thật là nhiều khi mình thấy update như này khiến cho cái game này có lẽ nhàn quá ấy, không phải tính toán gì nhiều nữa. Thành ra nhiều khi cũng có cái hay mà cũng có cái dở các bạn ạ. Mình riêng mình thì mình cũng cũng thích nhưng mà cũng không phải là thích lắm các bạn, bởi vì nó kiểu ngu ngu kiểu gì ấy. Đấy, đây là cơ hội chúng ta có thể xả hết kho đi rất là dễ. Đây, mình chỉ kiếm thêm 2 con nữa thôi, 2 con bất kỳ cũng được. À, cái hay là cái chỗ đấy và cái không hay cũng là cái chỗ đấy. Chúng ta không cần phải tính toán gì nữa, kiểu vậy. Ok, mình thiếu phút 3 sao. Cái kho bây giờ sẽ rất là dễ dàng trong cái việc để làm sạch, quá dễ.
Đơn giản chỉ thế thôi. Cái update là cái update rất là hay. Còn cái về phần event ấy, cái game box thì các bạn nên vẫn nên ăn cái 6k nha. 6k thì các bạn vẫn nên ăn bình thường nha. Đừng bỏ lỡ. Nhất là các bạn đang thiếu tech để leo siêu lên ấy. Còn cái việc về phần mình thì mình lại không ăn bóc này nữa, bởi vì tech mình cũng đủ dùng rồi. Về cái quan trọng ấy, cái quan trọng phải tech đủ dùng, tech thì không bao giờ đủ cả. Cái vấn đề là mình đang dồn lượng game của mình để mua sum, cho nên là mình đã qua siêu lên 20 rồi thì mình sẽ không bỏ nhiều cái nick chính của mình ấy, không bỏ nhiều game vào trong để mua game box để mua ấy đâu, trừ khi mà có artifact có lông nha. À, cái game box có lông nhá, thì đó là một câu chuyện khác nha các bạn nhá. Ok, mình chỉ ngồi sum mà nói chuyện thôi. Cái game này ấy, bây giờ các bạn hãy chú ý là nó cái meta hiện tại là con carry rất là quan trọng. Nên cho nên là ai ở cuối game hay giữa game mà nếu như không có carry ấy thì mình chắc chắn các bạn luôn là các bạn sẽ thua. Các bạn sẽ không thắng được người ta đâu. Cái quan trọng là cái giai đoạn đầu, cái hướng đi của các bạn là nên là giữ toàn bộ lông lại, không mua gì cả, chỉ mua mấy con god cơ bản thôi. Con Horus thì mình nghĩ là các bạn nên chơi con Horus, bởi vì là nó xuất hiện trên Brave được. Sau các bạn qua siêu lên 17, 18 gì đấy, các bạn dồn hết số lông các bạn có đi. Các bạn dồn hết số lông các bạn có, mua hai con carry đủ lên được 7 8 sao gì đấy. Ok, các bạn mua thêm cho mình 7 con Amera nữa, một con lên 10, hai con lên đấy, một con lên 10, hai con lên 5 sao rồi Aspen gì thì đấy, là các bạn có thể chơi thêm cái siêu lên Dark đấy. Đấy là cái hướng đi mà mình nghĩ là các bạn tiết kiệm được lông, tiết kiệm được nhiều lông. Bởi vì con Horus nó cũng không không tệ đâu, ở trong cái khoản bot bot gui rồi các thứ nó không hề yếu một chút nào. Ở cái nick này thì mình cũng chỉ đến vậy thôi, lại đợi Art Wario tiếp. Thực sự là nick này rất là đen luôn. Nick này này, đây là một cái nick mà mình không có cái gọi là nhiều lông, bởi vì đây chỉ là nick chơi free hoàn toàn VIP 3 thôi, không phải hoàn toàn, chỉ là VIP 3 rồi sau đó không nạp nữa thôi. Bây giờ mình kiếm được chỉ mới có 4 con Amera. Carry thì mình cũng chỉ mới có một con ở đây đúng không? Ở đâu rồi? Đừng nói nick này không có carry nha. À, một con carry đây. Thì mình thiếu một con carry nữa. Thiếu một con carry nữa. Và một số lượng gọi là bình. Bình thì mình có hai bình ở đây rồi. Các bạn nên 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 cho mình cái định hướng gọi là ổn nhất. Phút thì siêu lane nào cũng phút như nhau, nhưng cái quan trọng siêu lane down chúng ta có thể lấy được cái, có thể mua được cái này này. Đấy, cái này mới quan trọng. Thời gian này của game thì mình nghĩ hầu như tất cả các bạn đều đang, nhưng mà chơi lâu thì các bạn đang tích sum thôi, rất là quan trọng. Đây là cái nick server mới chơi free hoàn toàn ngày thứ 15 rồi. Ngày hôm qua thì thật sự là hôm qua mình không làm được clip bởi vì mình bận. Ngoài công việc chơi game thì cũng cũng có một chút công việc ở ngoài nó ảnh hưởng, nên là thỉnh thoảng mà không có clip thì các bạn cũng hiểu cho mình nha. Bởi vì cũng một phần là nick này cũng không có gì để làm ấy các bạn, chỉ là đăng nhập hàng ngày làm nhiệm vụ và tích đồ đạc để có event mà làm thôi. Tuần sau là chip và tuần sau là event đặc biệt, các bạn nên chuẩn bị sẵn đồ đạc đi. Mình nghĩ là mình cũng sẽ skip event tiếp theo thôi.
Hàng ngày chúng ta chỉ vào để làm nhiệm vụ thôi các bạn ạ. Một cái update rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ không còn mất nhiều quá nhiều slot, không phải quá cực khổ nữa. Ví dụ như bây giờ này đấy. Nhưng mà mình sẽ không làm nha. Mình sẽ đợi tuần sau. Tuần sau cái event sum nó thường có cái event đặc biệt kèm theo là giống kiểu nó hay bắt mình sum 100 sum rồi bắt đầu ghép đồ, ghép ghép tướng bao nhiêu tướng năm sao đấy. Thì mình nghĩ là mình sẽ hold lại cũng chả vội gì, bởi mình đang bây giờ cũng chả có gì để khác biệt đâu. Ok. Định này tạm thời nó sẽ cứ ngủ đông như vậy thôi. Và cái việc mà bot Guia thời gian đầu này mình sẵn sàng luôn, mình sẵn sàng là mình skip mấy con bot này luôn vì sao mình ăn lại cũng được. Nếu như các bạn muốn tranh top thật nhiều ấy thì các bạn, đây là mình sống chung thể mà, mình cứ đánh để người ta nhanh hơn thôi. Chứ cái việc mà các bạn beat một con boss nào ở giai đoạn đầu trước boss 40 ấy thì các bạn đừng quan trọng khi nào các bạn giết xong rồi các bạn quay lại, các bạn dọn cỗ cũng được, là một cái vui khác. Cũng không quá nặng nề đâu. Đấy, kinh nghiệm của mình là như vậy. Nếu như mà cái nick này mà cứ không không có gì đặc biệt thì cũng nên nôn nóng, bởi vì chịu thôi các bạn, nôn nóng cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Ok, như cái nick này mình sẽ tích cái này chắc chắn là mình sẽ tích cuộn mình sẽ tích orb rồi, vẫn chưa xong nhiệm vụ luôn. Strike ở championship này giữ đây nha. Phòng thủ thì cho team 1 giữ đi. Ok. Ok. Tạm thời nó là như vậy. Mình sẽ qua ngắm lại cái nick này. Tại là nhiều khi mình cũng muốn làm nội dung ở bên nick iOS lắm, nhưng mà cái việc quay phát nó hơi lằng nhằng một chút, mất nhiều thời gian. Rồi 5.000 năm. Mình sẽ nâng thêm con pet hero. Mình nghĩ là con pet 10 cũng sắp xuất hiện này các bạn ạ. Sai championship này. Mình cứ treo đi cho người ta đánh thời gian đầu thì ngày cuối mình mới đánh. Thường là như vậy. Không quan trọng đâu. Leo sớm thì bị đánh sớm nữa các bạn. Ok. Rồi đây là nhiệm vụ tháng. Nhiệm vụ tháng thì nick này mình cũng ổn ổn rồi. Phụ sườn cũng xong, Broken Space các kiểu. Mình hay ăn cái quét tím này. Đấy, 91 kim cương. Đây đâu ra đúng không các bạn? Đây đâu ra. Ngon. Quá ngon luôn. Ok. Nó thiếu đam. Không có Art Wario, buồn thật. Cày. Ok, mình sẽ dừng clip ở đây thôi. Hẹn gặp mọi người vào những nội dung tiếp theo nha.